Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, ông Trần Văn Kế, Phó giám đốc công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh cho biết, sau sự cố đường sắt bị sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông bị tê liệt, đơn vị đã huy động hơn 100 cán bộ công nhân cùng hỗ trợ để khắc phục. Đại diện công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh cho hay, do thời tiết không thuận lợi khi mưa lớn Mặt khác, điều kiện không gian thi công không thuận lợi nên đơn vị gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, phương án khắc phục được thực hiện làm dọn đá học, thả đá tự do, phấn đấu trong ngày hôm nay sẽ hoàn thiện và bàn giao lại mặt bằng để thông tuyến. Ngay trong đêm 30 tháng 10, hơn 100 công nhân đã làm việc xuyên ngày lẫn đêm để khắc phục sự cố sạt lở tại km 354-900 đến 355-400, đoạn qua xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh. Trước đó khoảng 3 giờ sáng 30 tháng 10, tại km 354 900 đến 355 400, khu gian Yên Duệ, Hòa Duyệt, đoạn qua thôn Liên Châu, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra vụ sạt lở đường sắt. Qua kiểm tra, bước đầu ngành chức năng ghi nhận có khoảng 500 mét khối khối đất đá bị cuốn trôi và ta luy âm bị hư hỏng toàn bộ 50 mét nền đường sắt. Ngoài ra, mưa lớn cũng khiến nhiều đất đá, cây xanh từ trên núi sạt lở chạy tràn xuống, bồi lấp đường sắt, việc sạt lở khiến hai hướng không thể lưu thông qua khu vực. Các đoàn tàu bị ách tắc phải đậu ở các ga Hòa Duyệt, xã Đức Liên, ga Yên Duệ, xã Đức Hương, huyện Vũ Quang. Sau sự cố, ngành đường sắt đã huy động nhiều xe ô tô để chuyển tải 336 hành khách giữa hai tàu với nhau. Cụ thể, khách đi tàu SE1 sẽ được ô tô vận chuyển tới tàu SE20 và ngược lại. Khách đi tàu SE20 được trung chuyển tới tàu SE1, khoảng cách giữa hai ga Hòa Duyệt và Yên Trung là 18 km.